và hôm qua, đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho SEA Games 32. Ở buổi tập gần nhất, huấn luyện viên Philippe Chuzier đã có đầy đủ 31 cái tên ở đợt tập trung lần này. Tuy nhiên có 4 cầu thủ phải tập riêng, gồm Khuất Văn Khang, Vũ Tiến Long, Đoàn Huy Hoàng và Nguyễn Hữu Nam. Trong khi đó, Levando chưa thể tập luyện do gặp vấn đề ở đầu gối. Trả lời phỏng vấn bên lề buổi tập, Bùi Vĩ Hào cho biết không cảm thấy áp lực khi chuẩn bị cho SEA Games. Tiền đạo này khẳng định quyết tâm lọt vào danh sách cuối cùng, đồng thời muốn ghi bàn ở tất cả các trận đấu nếu được dự kỳ đại hội sắp tới. Cũng theo Vĩ Hào, U22 Việt Nam hiện đã nắm bắt được 90% những gì huấn luyện viên Chuzier muốn truyền tải. Vị chiến lược gia người Pháp hài lòng khi nhiều học trò được ra sân và tỏa sáng ở những vòng đấu vừa qua tại V-League.